Hôn nhân sắp đặt ở Ấn Độ đáng sợ như thế nào? Nếu có người nào đó không nghe lời sẽ bị hành hung hoặc mưu sát. Cô gái này vì tự do yêu đương mà bị chính bố mẹ ruột của mình tạt axit, mặt mũi biến dạng đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn. Thậm chí nhìn không rõ ràng nhưng cô ấy vẫn lang thang khắp các cửa hàng. Từ những tiếng nói chuyện ú ớ có thể biết cô ấy vẫn luôn tìm kiếm chiếc khăn che mặt mà người yêu đã khuất từng tặng cho cô. Vậy mà xung quanh chẳng có ai đồng cảm với cô cả, bởi vì đây là điều sẽ xảy ra khi có ai đó không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ở Ấn Độ, so với tính mạng con người thì tự do yêu đương đúng là thứ nực cười. 70% nam nữ ở Ấn phải nghe theo yêu cầu của cha mẹ và lời nói của bà mối. Đôi trai gái sẽ kết hôn hôm nay chưa từng qua lại, thậm chí mặt nhau còn chưa thấy qua. Chỉ dựa vào một tấm ảnh duy nhất cùng những lời nói vàng ngọc từ hai bên cha mẹ mà đã cảm thấy đối phương rất tốt, rất ưu tú, môn đăng hộ đối, là người cực kỳ phù hợp. Nếu bạn nghe theo, vui vẻ kết hôn trong tiếng chúc phúc của mọi người thì tài sản thừa kế tất cả đều là của bạn. Còn nếu không nghe theo sẽ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, dạy dỗ một trận ra trò, nói không quá chứ thậm chí còn bị đánh đập mỗi ngày như một con thú vậy. Cô gái đang khóc lóc ở đầu đường này mới được giải cứu vì không chịu ngoan ngoãn gả cho người mà bố mẹ đã chọn. Cô liền bị những người xem náo nhiệt nhốt vào trong chuồng bò, ăn ngủ cùng gia súc trong 6 tháng trời. Không những thế, đám người này còn đánh đập cô mỗi ngày, thỉnh thoảng còn lôi cô ra cúng tế cho tình yêu. Thêm một tình tiết càng gây kích động đó là đám người ngày còn cạo hết tóc của cô. Thật ra, đa số những người phản đối hôn nhân sắp đặt là phụ nữ bởi vì họ mất hết tự do, đồng thời phải chuẩn bị rất nhiều của hồi môn nhưng lại không thể có được hạnh phúc từ số của hồi môn này. Ngược lại, họ còn bị chồng mình đánh đập hành hạ, thậm chí sát hại. Theo thống kê, mỗi năm có ít nhất 5 đến 7.000 cô dâu thiệt mạng vì nguyên nhân trên. Mà đối mặt với tình trạng này, người lãnh đạo phái truyền thống lại công khai ủng hộ. Đây là việc cần làm để răn đe, những kẻ lệch lạc không tuân theo quy tắc cần phải bị xử phạt thích đáng. Ngay cả khi pháp luật ban bố xóa bỏ tập tục này đi chăng nữa, chúng tôi vẫn cần ra tay hành động để trừng phạt họ. Dưới tình hình này, một tổ chức bí ẩn đã hình thành. Tổ chức này chính là đội biệt kích tình yêu, chuyên môn giúp đỡ những người tháo chạy khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt. Những người chạy trốn rồi bị bắt nhốt lại này đang lâm vào tuyệt vọng. Những lời uy hiếp, đe dọa đến tính mạng khiến những người phụ nữ gần như suy sụp. Người nhốt họ lại lúc này đang gọi điện đàm phán với cha mẹ hai bên. Không cần biết đối phương đưa ra điều kiện gì, người đàn ông này cũng nhất định không chịu giao người ra. Ông ấy làm thế không phải là vì điều kiện trao đổi không thỏa đáng, mà là vì ông ấy chính là người dẫn đầu của tổ chức đội biệt kích tình yêu. Giống như người đàn ông đang bị theo dõi này, họ không làm việc gì hết, mỗi ngày chỉ lo giúp đỡ những người chạy trốn hôn nhân. Do Ấn Độ ngày càng có nhiều người trẻ tuổi vì tình yêu mà bị vinh quang sát hại, vì thế Sadev, người từng làm nhà báo, đã tập hợp 4 người khác thành lập đội biệt kích tình yêu. Mục đích chính là giúp đỡ những người Ấn Độ muốn tự do yêu đương thoát khỏi hôn nhân ép buộc, đồng thời bảo vệ an toàn cho tính mạng của họ. Cái danh người đứng đầu tổ chức nghe rất kêu, nhưng ông ấy cùng những người khác thường hoặc là đang trên đường chạy trốn, hoặc là ở lại căn cứ đàm phán với người của các bên. Hiện tại đây là ngôi nhà an toàn của họ, một căn nhà cũ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Vào thời khắc đối mặt với kẻ truy sát, vũ khí duy nhất của tổ chức chính là bình xịt hơi cay. Tình yêu vô tội là khẩu hiệu của tổ chức. Giống như những người này thường nói, đội biệt kích tình yêu cho họ một sinh mệnh mới. Ngoài bảo vệ tính mạng ra, Sadev cũng là người làm chứng hôn nhân và cung cấp nơi ăn trốn ở miễn phí cho họ. Nhưng Sadev hoàn toàn không phải người giàu có gì, chi phí mỗi tháng hàng nghìn đô khiến cho tổ chức thường xuyên lâm vào cảnh thiếu hụt ngân sách, nhiều lúc cơm cũng không có mà ăn. Nhưng ông và những người đồng hành của mình cảm thấy tất cả đều vô cùng đáng giá. Người đàn ông này tên là Ravi và buổi tối hôm anh và vợ mình kết hôn, có 15 người xông vào nhà, lôi họ lên xe. Chú của Ravi đánh đập hai người họ, sau đó anh tận mắt chứng kiến vợ mình, Uma, bị tra tấn bằng 100.000 cách, mọi việc thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau khi thấy Uma bị thương rất nặng, đám người đó mới ném người vào trong xe. Và lúc chúng muốn ban cho Ravi một sự mưu sát vinh quang, may mắn thay đội biệt kích tình yêu ngăn cản kịp thời, nhưng anh không biết vợ mình đã bị đưa đến nơi nào. Cô gái chạy trốn cùng những người bị bắt, trở về nhà, bố mẹ cô yêu cầu người khác dùng sự mưu sát vinh quang để xử lý cô ấy. Mà tất cả nguyên do cho việc này chỉ vì con gái của họ không nghe theo cuộc hôn nhân họ đã sắp xếp, khiến họ mất mặt. Đến nỗi, sau khi điều chỉnh giảm nhẹ, họ vẫn phải đem cô con gái giam cầm 39 tiếng đồng hồ mới gọi là tạm kết thúc. Sau khi về nhà, bố mẹ vẫn còn khuyên nhủ cô gái gả cho người mà họ đã chọn trước đó. Sợ rằng đến mặt còn chưa gặp qua, nhưng nếu như cô gái này không đồng ý gả thì sẽ bắt cô em gả đi thay luôn. Nhận được tin tức của vợ, Ravi lập tức tìm đến chính quyền địa phương, nhưng họ lại dùng lý do hai người chưa có chứng cứ kết hôn mà từ chối giải quyết. Người nhà Uma lại càng ngăn cấm dữ dội. Những thành viên tâm huyết của đội biệt kích tình yêu đành phải ra mặt. Sadev, người sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu giúp những người chạy trốn hôn nhân sắp đặt, đã tìm giấy tờ khi đó mình làm người chứng hôn ra, giải thích rõ ràng. Nhưng đối phương lại bảo đây đều là lời từ một phía của ông, không có hiệu lực pháp lý, hơn nữa còn cảnh cáo nếu Ravi vẫn tiếp tục gây rối thì đừng mong thấy mặt trời ngày mai nữa. Có sự bảo vệ của đội biệt kích tình yêu, Ravi và Uma coi như vẫn may mắn, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Có một cô gái, một người cũng mong muốn được tự do yêu đương như thế, sau khi bị bố mẹ bắt được đã bị sát hại. Khi đó cô đã mang bầu 8 tháng, may sao phát bắn chỉ sượt qua mặt thai nhi, lệch sang một bên mới có thể giữ cho em bé còn sống. Còn cô gái xấu số đã mất mạng, chồng và bố chồng cũng tử vong ngay tại chỗ.
Cô gái tên Deepika này cũng rất đáng nhận được sự đồng cảm. Bố mẹ cô lấy lý do đồng ý hôn sự, lừa cô về nhà, nhưng khi cô và bạn trai vui vẻ hạnh phúc về đến cửa, chờ đợi cô chính là sự đánh đập hành hạ của cả nhà. Nếu không phải đội biệt kích tình yêu đến kịp, con dao của anh trai đã xuyên qua người cô. Đến nay, Deepika và chồng đều ở lại làm tình nguyện tại đội biệt kích tình yêu với mong muốn giúp đỡ càng nhiều người có hoàn cảnh giống như họ. Theo thống kê, mỗi năm đội biệt kích tình yêu bảo vệ mấy nghìn đôi tình nhân, đã thế họ còn thường xuyên bị uy hiếp dọa nạt. Như Sadev vẫn nói, nếu chúng tôi không cảm thấy đang bị uy hiếp thì đấy là do chúng tôi bị uy hiếp mãi quen rồi. Một điều đáng mừng là, dưới sự ảnh hưởng của họ, vào năm 2010, tình nguyện viên của đội biệt kích tình yêu đã vượt quá triệu người. Họ thuộc mọi tầng lớp xã hội, mỗi người đều góp một phần sức nhỏ cho công cuộc chống lại hôn nhân sắp đặt. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.